Sau cái 4 ngày trải nghiệm vừa rồi thì không biết là đấy chị thích cái trải nghiệm nào nhất? Lý do gì thì chị lại thích cái buổi trải nghiệm đấy nhất? Thật ra trong cả 4 ngày thì đều là những khoảng thời gian rất là tuyệt vời đối với cả chính bản thân mình và toàn bộ team DK. Bởi vì mình thấy lúc nào thì nó cũng đều vui và nó đều có những cái cảm xúc khác nhau ấy. Thời tiết thì khá là ủng hộ DK bởi vì rất may mắn là trước đấy là bão này, sau khi mình đi thì chỉ có mưa ngày cuối và cuối cùng là ngày về thì thấy mưa rất là to. Thế cho nên là trong suốt cả một thời gian trải nghiệm thì lúc nào cũng thấy vui, nhiều năng lượng, và đây là lần đầu tiên mà DK đi đông đủ như thế này, 50 nhân sự. Mà trong khi đó thì mọi người biết là để mà tổ chức cho một cái đoàn người tận 50 người đi thì nó đòi hỏi rất là nhiều thứ. Và xin cảm ơn tất cả những cái bạn đã giúp sức cho cuộc đi lần này của toàn bộ team DK. Và chắc chắn rồi cảm xúc lúc nào cũng sẽ rất là tuyệt vời trong cả quá trình đi. Và sau ngày hôm nay về thì mọi người sẽ có rất là nhiều ảnh đẹp này, rất là nhiều những kỷ niệm với nhau. Và chúng ta sẽ cùng chờ đón xem là trên Facebook nó sẽ náo loạn như nào sau mà chuyến đi tuyệt vời vừa rồi. Hơi tiếc một chút vì cái ngày cuối cùng này là chúng ta chưa tổ chức được team building. Thế không biết là cảm nhận của chị như thế nào ạ? Team building luôn luôn là một cái mà khiến mọi người rất hào hức, bởi vì đấy là rất là nhiều tâm huyết, rất là nhiều trò chơi rất là vui. Nhưng mà sau một thời gian tới, tức là sau khoảng tầm tháng tới, sau khi chúng ta làm việc ổn rồi thì chúng ta sẽ tổ chức team building tại Hà Nội để bù cho cái chuyến đi Phú Quốc lần này. Và yên tâm đi, chúng ta sẽ vẫn có những cảm xúc tuyệt vời, bởi vì DK luôn luôn là sẽ cho các bạn những cái trải nghiệm mà sẽ không bao giờ quên. Bây giờ sắp được về đến Hà Nội rồi, cảm nhận của chị như thế nào ạ? Xa gia đình này, rồi là xa khách hàng tận 4 ngày để có những cái trải nghiệm tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ về để là trở về quỹ đạo cũ, và chắc chắn là sẽ là những cái ngày tháng làm việc hết mình để chăm sóc cho khách hàng. Và chúng ta sẽ làm việc hết mình để chúng ta còn chuẩn bị cho những cuộc vui chơi ăn chơi tiếp theo của chúng ta trong những tháng tới và trong cả năm sau. Bây giờ đã tính là năm sau đi đâu rồi đấy. Em thì cảm ơn anh chị Tiến Cún đã tạo ra những cuộc vui cho tất cả anh em trong công ty ạ. Em cảm ơn công ty đã ra những cuộc tổ chức tài trợ ra cuộc vui như này. Không biết là trong chuyến đi này là chị nhớ ai nhất ở nhà? Thực ra là chị hiện tại thì chị đang nhớ cỏ, bởi vì là trong ngày đi rất là nhiều chỗ đẹp và hơi tiếc là cỏ vẫn bé quá nên chưa được đi chơi. Nhưng hy vọng là sau này năm sau hoặc năm sau nữa sẽ cho cỏ đến đây, bởi vì là trong thủy cung rất là đẹp, nhiều con rất là lạ. Thế con Đạt? Em cũng thế, em cũng nhớ cỏ nhất. Bởi vì cỏ ở nhà cỏ không được đi, cỏ về quát là không được đi chơi cùng mọi người. Thế trong những cái trải nghiệm vừa rồi thì hai vợ chồng thích cái trải nghiệm nào nhất? Chị thì thích nhất là cái lúc mà có cái nhạc nước ở trong VinWonder ấy. Bởi vì là chị không biết mọi người như nào, nhưng mà lúc mà làm nghe xem cái đấy da gà da kiếp nổ hết lên. Bởi vì cũng có thể là cái cách mà người ta truyền tải thông điệp qua câu chuyện đấy và cách người ta biểu diễn nó cho mình cái cảm giác rất là độc, kiểu lần đầu tiên mình trải nghiệm. Còn em thì là ngày thứ 3 đi công viên nước, được chơi những cái trò chơi mạo hiểm ở đấy rất là vui. Đấy, mặc dù là thời tiết là cũng có một vài lúc là chưa đủ ủng hộ mình đó, thì không biết là đấy hai vợ chồng cảm thấy nuối tiếc cái điều gì nhưng mà mình chưa thực hiện được ở Phú Quốc không? Chị thì nuối tiếc nhất là cái việc chơi team building, bởi vì là cũng chuẩn bị rất là kỹ, cũng hứa hẹn là một cuộc vừa vui với mọi người, thể hiện tinh thần đoàn kết rồi hò hét thoải mái với nhau, nhưng mà hơi buồn một xíu là vì thời tiết không chưa ủng hộ, nhưng mà không sao, mình vẫn còn rất là nhiều cơ hội mới. Đúng rồi. Sau chuyến đi này thì chúng ta sẽ rút kinh nghiệm, nếu như mà lần sau mà có đi vào Phú Quốc để chơi thì chúng ta sẽ tránh tháng 6, tháng 7. Đúng rồi, bởi vì là theo hôm qua anh hỏi anh tài xế thì tháng 6, tháng 7 là vào mùa mưa. Tháng mưa. Đấy, đấy, qua đây thì hai vợ chồng có điều gì muốn gửi gắm đến anh Tiến, chị Cún cũng như là ban tổ chức không ạ? Trước hết thì là cảm ơn anh chị đã tạo điều kiện cho mọi người được đi tham quan chuyến đi này, cũng như là để cho mọi người được gắn kết với nhau, được coi như là nghỉ ngơi, xả hơi trong một thời gian làm việc. Còn ban tổ chức thì vâng, tự cảm ơn mình. Mình cũng đã cố gắng để hoàn thành tốt nhất những gì mà có thể để đem lại cho mọi người một trải nghiệm. Có thể là trong cái việc ấy cũng có một chút sơ suất chẳng hạn, nhưng mà hy vọng rằng là mọi người hãy vui vì điều đấy. Ok, hết rồi. Hello. Chào Thảo. Em chào chị. Trong những ngày vừa qua thì em có những cái trải nghiệm gì mà em cảm thấy rất tuyệt vời nhất nhỉ? Em thích trải nghiệm nào nhất và lý do tại sao? Em thích hôm đi VinWonder nhất. Thế hôm đấy em chơi được nhiều trò.
với cả cảm giác mạnh thì em thích thôi. Okay. Mặc dù mình rất là mệt, rất là đau chân nữa. Mệt và đau chân. Thế thời tiết mặc dù là có những cái lúc mà nó chưa được ủng hộ nhà mình cho lắm ấy, thì em thấy tiếc nuối nhất là em thấy thì em thấy không vấn đề gì cả. Thực ra em chỉ thấy tiếc là vì mình mưa quá mình không team building được thôi. Còn lại là những ngày vừa rồi dù có mưa thì em vẫn thấy là không phải là vấn đề với em. Dù sao ướt rồi mà. Trời vui là chính. Thế bây giờ sắp được về nhà rồi ấy, cảm giác của em như thế nào, cảm nhận của em như thế nào? Ừ thì em hơi nhớ nhà, em nhớ con em lắm. Nghe em đang hơi mong về nhà để em gặp nó cái. Này clip này là truyền thông nội bộ đấy, em phải giải thích rõ cho mọi người biết là con em đấy là con gì không? Con em là một đứa con bốn chân, nó khá là tròn trịa, nó tên là Hói nha. Còn là đấy, qua clip này thì em có muốn gửi gắm điều gì tới ban tổ chức cũng như anh Thế Thích Cú không nhỉ? Ok, em muốn cảm ơn ban tổ chức của mình rất là nhiều vì đã set up cho bọn em một chuyến đi rất là, mặc dù nó rất là mệt, với em là rất là mệt, nhưng mà em rất là vui vì được chơi những cái thứ mình thích và mình không phải suy nghĩ gì cả. Nên là em rất là biết ơn mọi người và em rất là cảm ơn mọi người vì điều này, để chuyến đi này. Vâng, em cảm ơn cả anh Tiến Chị Cún rất là nhiều vì là cũng gọi là kiểu bớt thời gian và sông sinh cho bọn em đi chơi. Cũng nghĩ bọn em là kiểu bọn em làm việc vất vả, anh chị cũng cho chơi hết mình. Nào, hay em hãy cho chị xem là trong ngày vừa qua em thích cái trải nghiệm nào trước, trải nghiệm nào nhất và đấy. Lý do tại sao nhá, hãy Yến trước này. Ok. Em thích nhất là trò chiến binh đại bàng. Bởi vì cái trò đấy là cái trò cảm giác mạnh mà duy nhất em chơi được. Còn lại thì cái trò đấy nó cho em cảm giác như là à hóa ra là mình cũng làm được những cái thứ mà mình tưởng chừng như là mình sẽ không bao giờ làm được ấy. Em thì em thích cả hai ngày chứ. Tại vì em với Thảo là chơi quần quật luôn cả hai ngày đấy, tất cả các trò không thiếu điều nào cả đấy. Em thích hết. Hiện tại cảm xúc của hai em như thế nào? Sắp được về nhà rồi thì em đang thấy kiểu nhớ nhà không này, hay là mong chờ điều gì nữa không? Em cảm xúc em hiện tại là em hơi một chút tiếc nuối. Tại vì là ngày hôm qua thì em có hơi mệt nên là không chơi được gì nhiều cả. Toàn là nghỉ thôi. Nhưng mà nếu mà được quay lại thời gian thì em sẽ kiểu muốn chơi được nhiều hơn nữa. Nói chính xác là bạn Yến giữ sức của ngày hôm qua để sẵn sàng chơi team building ngày hôm nay chị ạ. Thế mỗi tội là hôm nay ông trời do thời tiết chưa được ủng hộ lắm nên là công ty, cái team building của công ty bị hoãn một chút. Nên là hơi tiếc chị ạ. Đấy là phần tiếc. Thế qua đây thì không biết là Thủy có điều gì muốn gửi gắm tới ban tổ chức này cũng như là anh Tiến Chị Cún không ấy? Em cảm ơn anh Tiến Chị Cún và toàn bộ những người đã tham gia tổ chức của lần này đã đưa ra một cái lịch gọi là ăn chơi quần quật cho bọn em. Làm hết sức chơi hết mình đúng như tinh thần của DK ạ. À. Em cảm ơn ban tổ chức đã thực sự là rất là tâm huyết với cái kế hoạch đi chơi lần này, rất là chi tiết về thời gian như thế nào, ăn uống ra sao và để làm như thế nào để cho tất cả mọi người có một cái lịch chơi vui vẻ nhất, thoải mái nhất và cũng gọi là có nhiều kỷ niệm nhất ạ. Đấy. Em cảm ơn rất nhiều. Thế không biết là cảm xúc của chị bây giờ như nào, sắp được về nhà rồi đấy. Sắp được về nhà thì chị cảm thấy rất là vui sau cái cuộc đi chơi mấy ngày, được đi chơi với công ty. Rất là vui, hồi hộp vì sau mấy ngày ra nhà xa các con. Rất là mong chờ được bay và được về nhà. Vâng ạ. Thế trong 4 cái ngày trải nghiệm vừa rồi thì không biết là chị thích cái trải nghiệm nào nhất và lý do gì mà chị lại thích cái đấy nhất hả chị? Trong mấy ngày vừa rồi thì thật sự luôn là chị đã vượt qua được cái sự sợ hãi của mình. Chị là bị tim mạch, thế là mà chị còn chơi trò chơi. Chị chơi được 2 trò chơi trong số 6 trò chơi mạnh. Wow. Trong đấy là cái trò chơi ở trong hầm. Trong hầm mà chạy tàu trong hầm. Thì là chị mạo hiểm, chị vẫn chơi được. Chị rất, bây giờ chị thật sự luôn là chị rất cảm ơn là sếp Tiến là động viên để cho chị đi qua để chơi trò chơi đấy. Vâng ạ. Đó thì không biết là đấy, qua đây thì ngoài anh Tiến ra, ngoài cái lời cảm ơn vừa rồi ra thì chị có muốn gửi gắm thêm điều gì tới ban tổ chức cho chuyến đi lần này không ạ? Chị cảm ơn ban tổ chức và cả toàn thể công ty. Đây là lần đầu tiên chị được đi máy bay, được ra cửa quốc này. Đấy, chị đã tổ chức cho đoàn và cho chính chị là đã được đi chơi cùng với cả team đi với cơ ban mình, cùng với cả tất cả toàn thể công ty. Vâng. Một chuyến đi rất là vui, ấn tượng và ý nghĩa. Thế ngày hôm nay đấy cũng là lần đầu tiên chị được đi với team DK. Mình hơi tiếc một chút là chưa tham dự được cái buổi team building thì không biết là cái cảm xúc của chị như thế nào. Chị cũng hơi tò mò một chút là mình được có những trò chơi gì đâu. Còn nếu mà đã chơi thì chắc chắn là chị cũng sẽ hết mình.
tuy là dù gì chị cũng đã có tuổi rồi, một chút gọi là tuổi, nhưng nếu như mà mình được chơi team building thì chắc chắn chị cũng sẽ hòa mình vào tất cả của mọi người để được chơi, được thoải mái, được vô tư. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị. Vâng ạ. Xin chào mọi người. Em cảm ơn chị. Hồ nghiêng này. Hello cậu. Xin chào mọi người. Đây là lần thứ mấy cậu đi team building với cả công ty này nhỉ? À, mình không nhớ chính xác nhưng mà phải rơi tầm 5-6 lần gì đấy. Thế hôm nay là đấy, hơi tiếc một chút là mình chưa tham dự cái trò chơi team building của tập thể. Không biết cảm xúc của cậu như nào? Dĩ nhiên nếu mà mình đi du lịch thì team building là một phần mà chủ yếu, quan trọng và thiết yếu đối với toàn thể đi cây, bởi vì nó cũng sẽ là một cái sự kết nối mọi người, để khi mọi người tham gia những trò chơi mình vận động mình vui hơn, hoặc là mình sẽ cùng chia những cái đội nhóm, mình có thể cả team cùng chơi để hiểu nhau hơn. Nên khi mà không có team building thì mình thấy là khá là tiếc. Nhưng mà đấy, như là nghe được hóng hớt là chị Cún bảo là sắp tới thời gian ngắn đấy không là team building sẽ tổ chức ở Hà Nội, thì cảm xúc của bạn như nào? Tuy nhiên là vui chứ, bởi vì là đã là vào đi cây thì bao giờ mong chờ đến những cái ngày mà chúng ta được quẩy, được vu được xóa hết mình cùng nhau. Thế cho tớ hỏi thăm là trong 4 ngày trải nghiệm vừa rồi thì cậu thích ngày nào nhất và lý do gì cậu thích ngày đó nhất? Thật ra để mà nói thật nhá, thì với mình ngày nào thì nó cũng hơi với mình là hơi quá, bởi vì là lần này là một chuyến đi mà mang đến chắc là sẽ sử dụng sức nhiều hơn. Trò chơi nào cũng là những cái trò chơi mạo hiểm mà bản thân mình thì là một người sức khỏe không được tốt cho lắm. Mà tuy nhiên với mình thì trò chơi ở công viên nước, cái trò trượt dốc, trượt ống màu ghi đấy là cái trò mà mình cảm thấy thích thú và mạo hiểm. Thế qua đây thì cậu có một điều gì muốn gửi gắm tới anh chị Cún này cũng như là ban tổ chức cho chuyến đi lần này không? Dĩ nhiên là với các sếp thì luôn luôn là gửi lời cảm ơn chân thành, bởi vì thật sự bây giờ chúng ta sẽ không phải là chỉ là hai mấy hay 30 con người nữa, mà là hơn 50 con người, nhưng mà vẫn luôn luôn được các sếp hỗ trợ để cho mọi người có một chuyến đi mà đầy đủ cũng như là VIP nhất có thể. Còn với nhân sự tại DK thì chúng ta sẽ còn đồng hành cùng với nhau trong các chuyến đi tiếp theo, và hy vọng những con người ngày hôm nay có mặt tại Phú Quốc sẽ cùng tiếp tục ở lại bên nhau để có thể du hí cùng nhau trong những chuyến đi tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người. Ok nào, Hương ơi, có biết là trong chuyến đi Phú Quốc này thì em thích điều gì nhất nhỉ? Trong chuyến đi Phú Quốc này thì em thích nhất là được ăn này, ngủ này, được chơi những cái trò cảm giác mạnh để cho mình xả stress ấy. Thế 4 ngày vừa rồi địa điểm nào mà em cảm thấy thích thú nhất? Tại sao mình thích địa điểm nhất? Nếu mà để thích thú nhất thì chắc là công viên nước, bởi vì là em rất là thích nước và chơi những cái trò mạo hiểm ở dưới nước chứ không phải là ở công viên VinWonder. Mặc dù là thời tiết nó chưa được ủng hộ mình một cách trọn vẹn đấy, nhưng mà đấy mình thấy là cũng chơi được khá là nhiều thứ rồi. Nhưng mà còn điều gì mà Hương cảm thấy hối tiếc trong cái chuyến đi lần này không? Trong chuyến đi lần này thì em hối tiếc nhất là chưa được chơi team building. Đấy, mình rất là chuẩn bị một cái tinh thần rất là sẵn sàng để chiến đấu với các chị em, anh em trong những cái trò team building, nhưng lại thời tiết lại không ủng hộ. Thế qua đây thì em có muốn gặp được gì tới ban tổ chức cho chuyến đi này, cũng như anh Tiến Trinh Cú không? Qua cái chuyến đi đầy ý nghĩa này thì em rất là cảm ơn anh chị Tiến Cú cùng anh em marketing, cùng tất cả toàn thể DK đã cùng gắn kết, cùng cho nhau những cái ngày tháng thật là nhiều niềm vui và rất là ý nghĩa, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi, cùng nhau nghỉ và giúp đỡ nhau từng đi từng tí. Ok, cảm ơn anh chia sẻ nhé. Nhanh nhá. Thấy chưa? Chị hỏi gì đấy? Em để chị nghĩ. Toàn câu đơn giản đấy em ạ. Trang cho chị hỏi thăm một xíu này, trong 4 cái ngày trải nghiệm vừa qua ấy thì em thích ngày nào nhất này, và ngoài ra thì lý do gì mà em thích cái ngày đó nhất? Em thích ngày đi VinWonder nhất, bởi vì là chơi công viên nước với mọi người rất là vui, với cả em rất là thích cảm giác mạnh. Hôm đó là em chơi tất cả các trò, bọn các trò nào? Em chơi gần như là hết, nhưng mà vì lúc cuối là mưa to quá, bọn em là trụ đến cuối cùng. Chuyện Trang đã đi Phú Quốc bao giờ chưa này, em có so sánh gì so với những lần trước không? Em đi Phú Quốc khá là nhiều lần rồi, nhưng mà em chỉ đi với duy nhất một bạn thôi, nên là lần này đi trải nghiệm thì em cảm thấy rất là vui. Và có nghĩa là em đã chơi tất cả các trò, và nếu cho em đi thì em chỉ nhớ đi điểm nghỉ dưỡng thôi, nên là cũng bình thường. Còn lần này em đi em cảm thấy rất là vui bởi vì có đông mọi người. Hôm nay là nhà mình là do vấn đề thời tiết này chưa có thể chơi được team building, thế là cảm nhận của em như thế nào? Em thấy em nhớ nhiều không? Hơi thắc một chút, bởi vì team building thì lúc nào cũng là vui nhất, gần như là vui nhất trong tất cả các chuyến đi để gắn kết mọi người, và nó cũng có tinh thần chiến thắng, chiến đấu nữa, nên là cũng hơi tiếc nuối một chút khi không được chơi team building. Thế qua đây thì Trang có muốn gửi gắm điều gì tới ban tổ chức cho chuyến đi lần này này, cũng như là anh Tiến chị Cún không? Em
em xin cảm ơn ban tổ chức và anh chị đã tổ chức cho mọi người để mọi người có dịp gắn kết với nhau nhiều hơn, bởi vì bây giờ cũng khá nhiều nhân sự nên lần này em đi thì em cũng gắn kết được phòng spa khá nhiều. Em rất là cảm ơn anh chị đã tạo điều kiện cho mọi người được đi chuyến đi này cùng nhau ạ. Cảm ơn chia sẻ của Trang nhé. Thế em hỏi chị Hương trước đi, chị Hương chưa đi bao giờ. Sao lần này trong 4 cái ngày trải nghiệm vừa rồi thì chị thích cái ngày nào nhất và lý do gì chị thích cái ngày nào nhất ạ? Chị thì thích cái ngày thứ 3 là việc đi công viên nước ở đảo Hòn Thơm ấy. Chị thích nhất là hôm đấy tại vì thực sự là có rất là nhiều cái trải nghiệm rất là vui. À. Vâng. Thế còn Thư thì sao? So với cái lần trước em đi thì lần này có cái cảm nhận, cái so sánh như thế nào? Thật ra lần trước em đi với gia đình ấy, thế nên là cái việc mà đi với những người có tuổi nên là nó sẽ không được tham gia nhiều hoạt động, cũng như không được vui chơi. Mà đợt này đi thì thứ nhất là đi với những người mà cùng độ tuổi với mình này và có rất nhiều cái hoạt động nhiều hơn thì em cảm thấy rất là hào hứng, và đây cũng là lần đầu tiên mà em sẽ được đi gọi là team building với công ty luôn ạ. Nhưng mà hơi tiếc một chút đúng không, là do thời tiết sáng không ủng hộ. Không phải đâu, thực ra là hai lần trước thì lần trước em đi thì nó cũng như thế này thôi, nhưng mà rất là may mắn với công ty mình, thực ra là đi đâu em phải khá là chót lọt đấy. Thế em thấy nếu như là ngày hôm nay nó chưa được trọn vẹn thì cái thông tin của em cảm nhận như thế nào? Thực ra thì em thấy là mọi người mọi lần là chơi team building đều rất là vui, nhưng mà hôm nay là chưa có cơ hội được trải nghiệm nên rất là tiếc. Nhưng mà không sao, bởi vì sếp cũng bảo là chúng mình sẽ còn một buổi nữa đi, thế nên em nghĩ là ok thôi. Thế chị Hương, chị nghe thấy cái thông tin hay sếp nói rằng là sẽ còn một cái buổi nữa để chúng ta chơi bù team building, không biết là chị thấy thế nào nhỉ? Chị thì nghĩ là cũng rất là hào hứng thôi, tại vì đằng nào thì cái mỗi lần team building là mọi người đều gắn kết với nhau hơn này. Sau mỗi lần là có đội thắng thì sẽ được đi liên hoan, còn đội thua thì là phải chịu phạt đấy. Nên chị thấy là cái đấy nó rất là hay và ý nghĩa, mọi người gắn kết hơn. Thế qua đây không biết là chị có điều gì muốn được gặp đến anh Tiến Chí Phú này cũng như là ban tổ chức cho chuyến đi lần này không ạ? Đầu tiên thì chị muốn cảm ơn rất nhiều, là đầu tiên là hai sếp. Sau đó chị là muốn là nếu mà có được cơ hội thì mong các sếp là sẽ tổ chức nhiều hơn để bọn mình có các thành viên ở trong công ty sẽ được gắn kết với nhau hơn, để có những cái để mọi người kiểu như hiểu về nhau nhiều hơn. Thế còn ban tổ chức thì sao ạ? Nói chung là mọi người thì quá là chu đáo rồi, không có điều gì chê, từ lịch trình là đi chơi cho đến ăn uống hay set up tất cả mọi thứ chị cảm thấy rất là chu đáo. Em cảm thấy rất là cảm ơn anh chị cũng như là công ty mình, và cái năm vừa qua cũng như cái thời điểm vừa qua đã cố gắng rất là nhiều, trải qua đợt dịch mà vẫn được đi du lịch ở những cái nơi mà tuyệt vời như thế này. Thì cũng hy vọng những cái chuyến đi lần sau thì chúng ta sẽ được thời tiết ủng hộ hơn giống như những cái chuyến đi lần trước, và cũng như rất cảm ơn ban tổ chức đã rất là chu đáo trong cái việc sắp xếp lịch trình của mọi người với nhau. Cảm ơn chia sẻ của chị em. Trước tiên thì em hỏi thăm một xíu là bởi vì cả ba chị đều có gia đình rồi, sao sau mấy ngày đấy không biết là cảm nhận của các chị bây giờ sau khi mà sắp được về nhà rồi thì chị thấy như nào ạ? Em hỏi chị trước nhé. Thì hôm đầu tiên lúc mà thấy mẹ chuẩn bị quần áo là các bạn ở nhà cũng cứ díu dít suốt, kêu là mẹ sướng nhá, mẹ lại được đi chơi rồi các thứ. Thì chị cũng lúc đấy thì nghe thì cũng kiểu cũng hơi nghĩ một tí, nhưng bảo con là thôi, là mình cũng vừa mới đi một, bởi vì nhà chị cũng vừa đi một chuyến đi Phú Quốc từ đầu năm, nên là mình cũng phải vui vào đấy. Mình bảo con là đầu năm các con được đi rồi, nên bây giờ mình để dành thời gian hè năm sau mình lại đi tiếp. Thì các bạn cũng may là ở nhà bố cũng kiểu cho các bạn đi một chuyến đi ngắn ngày, hai ngày đi chơi, nên là các bạn cũng gọi điện cho mẹ cứ chúc mẹ đi chơi vui vẻ, các thứ rất là vô tư thôi. Thế còn chị Linh ạ, không biết là của chị thì thế nào, chị còn nhớ nhà, nhớ các con không? Cũng như chị thôi, nghĩa là mình có hai cháu nhỏ đấy, là ở nhà hiện tại bây giờ đang cảm thấy là rất là nhớ con rồi, muốn về nhà với con thôi. Nói chung là cũng mấy hôm là hai đứa là gửi cả bà nội, hai anh em lên bà nội chơi, cũng gọi điện hỏi thăm mẹ, xong thì ra thì đất không sáng ngay là về là đúng lúc là mưa, và mẹ ơi mẹ Hà Nội hết mưa rồi, mẹ về đi bởi vì Hà Nội hiện tại là đang mưa to. Đấy, nói chung là hiện tại bây giờ mình rất là muốn về thôi, về ôm hai đứa hít hà. Đấy, nhớ mà mấy hôm đi mà xa. Chị thì hai bạn là chị cũng lớn rồi nên là chơi với các bạn cũng không bị kiểu theo mẹ quá, nên là cũng rất là hợp tác vui vẻ, là mẹ đi chơi thì khi nào mẹ có thời gian này mẹ đưa bọn con đi sau nhớ. Là hôm nào còn ba mẹ con cũng gọi điện FaceTime cho nhau. Đấy, còn bây giờ thì cũng đang rất là mong được về với con. Trò chơi ở trong công viên thì cái trải nghiệm chị thấy rất là vui, mặc dù là thời tiết nó không được đẹp lắm, không ủng hộ lắm, nhưng mà công ty mình đi chơi lúc nào cũng thấy cũng rất là vui, và kiểu mọi người được gắn kết gần gũi, mình với mình, nhà cái bây giờ chị em với mình luôn, là quan hệ chơi với mình.
mình cũng giống Minh Hân là cũng rất là thích ngày hôm qua đấy, đi chơi với cả tất cả mọi người trong công ty, các chị em là tất cả các ống lao lên là lấy phao lên là kỳ cái trượt hết nào không nào trượt xong rồi sướng ô đi cây các thứ rất là vui vẻ đấy, trượt không trượt nào đúng không, không trượt nào luôn. Thế chị Chi hãy hỏi thăm một xíu đấy, là qua đây này thì mình có muốn gửi gắm điều gì tới ban tổ chức đi lần này cũng như là hai sếp của chị? Thật ra thì lúc nào chị cũng thấy bạn bè xung quanh chị khi mà biết chị làm việc DK và thấy có thể tức là chứng kiến cái thời gian mình làm việc, mình được đi chơi, đi sinh hoạt cùng công ty thì mọi người đều rất là ngưỡng mộ. Đó là chị làm một cái môi trường làm việc quá là tuyệt vời. Thì mình bản thân chị cũng thấy rất là tự hào điều đấy, bởi vì các sếp nhà mình đúng là làm hết sức cho hết mình, đúng như cái áo này luôn này. Làm hết sức cho hết mình, lúc nào đẹp đầy. À cái áo này cũng là một cái điểm nhấn đấy. Hôm nay chị thấy cái áo của công ty mình quá đẹp luôn, chụp ảnh rất là nổi. Mà cái slogan rất là hay. Công ty mình lúc nào cũng thế, tức là làm thì mọi người rất nhiệt tình, nhưng đi chơi còn nhiệt tình hơn như thế nữa. Và chơi hết sức luôn, rất là cảm ơn ban lãnh đạo công ty, đặc biệt là hai vợ chồng sếp, bởi vì hai vợ chồng sếp cũng là lúc nào đi chơi cũng là cho đi cây những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất và được tức là chơi trọn vẹn nhất. Những cái gì tuyệt vời nhất ở chuyến đi thì đều là do mọi người lên kế hoạch từ rất là kỹ từ trước, đặc biệt là kể cả trước khi chuyến đi có thời tiết như nào rồi set up ra sao, ngày nào sếp cũng cập nhật tình hình để cho mọi người yên tâm. Thì đúng là chưa có ở nơi nào chị làm việc mà thấy sếp tận tâm tỉ mỉ và chu đáo như thế. Chị có muốn gửi gắm điều gì tới ban tổ chức và hai sếp không ạ? Nói chung là trong chuyến đi lần này thì mình cảm thấy là từ ban lãnh đạo công ty rồi các anh chị rồi các bạn đều rất là chu đáo ấy, nói chung quan tâm đến cả mọi người chuyến đi, nói chung đồng hành cùng tất cả anh chị em. Nói chung đây là một kỷ niệm rất vui và đáng nhớ. Em cảm ơn hai sếp ạ, xin cảm ơn tất cả mọi người đã tạo cho một ban tổ chức nữa, bằng điều đó ban tổ chức ạ, đã tạo cho chúng em một cái chuyến đi rất là vui vẻ và nhiều kỷ niệm với nhau. Chị thì đến năm nay là đến năm thứ tư làm việc rồi, không một lần nào đi chơi với công ty mà thấy không vui cả. Lúc nào cũng mang nhiều rất nhiều kỷ niệm. Và rất là cảm ơn anh chị Tiến Cún cũng như là ban tổ chức hay cũng như là phòng marketing hay là em Hân, mọi người đều chuẩn bị cho cái chuyến đi này rất là kỹ lưỡng và chu đáo cho mọi người đó. Thì mong muốn sau này là vẫn được ở bên cạnh nhau và được tham gia nhiều cái chuyến du lịch nữa đó. Cảm ơn chia sẻ các chị ạ. Cho chị hỏi thăm Huyền trước nhá. Huyền chưa tham gia đi chơi nghỉ dưỡng cả team đi cây bao giờ, không biết là đầu tiên là em đã đi du lịch Phú Quốc bao giờ chưa nhỉ? Em chưa chị ạ. Chưa. Ok, thế thì cái cảm nhận của em lần đầu tiên đến Phú Quốc này cũng như là lần đầu tiên được đi du lịch với team đi cây thì em thấy như thế nào? Rất là vui chị ạ, vui lắm luôn, mọi người rất là nhiệt tình, đi chơi hết sức hết mình. Em nhớ đó, đẹp. Mọi lần đi làm chắc là mình chỉ biết mỗi tổ tư vấn thôi đúng không? Dạ vâng. Thế hôm nay có cái cơ hội được gắn kết các phòng ban khác thì em thấy như thế nào, cơ hội lần này thế nào? Mọi người rất là hòa đồng, nhiệt tình, đi chơi lúc nào là cũng là dìu dắt là toàn bộ tất cả các phòng ban đi với nhau luôn đấy, chơi hết sức luôn. Thế trong 4 ngày vừa qua em thích cái trải nghiệm nào nhất và tính sao thì em hạnh phúc nào nhất? Em cái trải nghiệm chơi công viên nước nhất hôm qua là Aquatopia, công viên nước Aquatopia là chơi vui nhất, là được chơi với mọi người rất là nhiều những cái trò trượt bóng và cảm giác mạnh. Linh Giang thì sao? Linh Giang thì chắc là đã từng Phú Quốc rồi đúng không? Vâng. Đã lần đầu tiên đi Phú Quốc với team DK thì Linh Giang thấy như thế nào? Nói chung là em đã được rất nhiều lần chơi với team DK rồi. Thì nhà mình nói chung là lần nào hầu như là lần nào cũng có mặt. Đấy. Nói chung là đấy, chị em đi làm thì chỉ giao lưu một số phòng là kiểu là mình gần nhau thì mình giao lưu với nhau thôi. Nhưng mà khi mà mình đi chơi chung hay là mình được tất cả mọi người trong cả đi chơi và có những cái hoạt động tập thể và nói chung rất là ý nghĩa và mang lại nhiều cảm xúc và kiểu nó sẽ là một kỷ niệm rất là đáng nhớ của bản thân em cũng như cả mọi người. Thế trong những ngày vừa qua thì Linh Giang ngày nào nhất hả em? Mỗi ngày là một cảm xúc, mỗi ngày em đi thường thì cái thời gian này em cũng đi kết nối với các bạn được đi đi chơi vòng marketing, hôm thì giao lưu với lại bên tổ chuyên gia, hôm thì đi chơi với các chị chuyên gia, hôm thì đi chơi với các chị em tư vấn. Thế nên là nó cũng mỗi ngày cho em một cảm xúc riêng, nói chung ngày nào em cũng rất là thích. Vậy là đấy, qua cái chuyến đi lần này thì sắp được về nhà thì có biết cảm xúc của em không? Nói chung là khi mà đang đi chơi với một người, đang ngày nào cũng gặp nhau thì là khi mà chuẩn bị lại. Xin chào hai cậu. Các cậu cho tớ xin chút ít thời gian nhé. Bởi vì hôm trước còn đang dở phỏng vấn mọi người sân bay, mọi người phải mệt quá nên để dành đến hôm nay. Thì tớ xin phép hỏi thương trước, hôm
không biết là đấy, trong 4 cái ngày trải nghiệm Phú Quốc vừa rồi thì cậu thích cái ngày nào nhất và tại sao? Tớ thì tớ thích ngày cả ngày số 2 và ngày số 3 ấy, hai ngày đấy chơi kiểu quần quần ấy. Cái ngày số 2, cái ngày số 2 có nghĩa là trong cái trò chơi mạo hiểm ấy thì mình thường nghĩ là mình không chơi được, nhưng mà vào trong đấy thì kiểu thấy mọi người hừng hực khí thế, xong rồi mình cũng chơi, mình chơi đúng là cảm giác như mình thấy là cái trò đấy hóa ra là mình cũng chơi được chứ không phải là không. Thế còn Lâm thì sao? Tớ thích ngày thứ 2, ngày chơi ở VinWonder, ngày mà chơi nhiều trò cảm giác mạnh ấy, tớ thích nhất là ngày hôm đấy. Là các cậu thì đi rất là nhiều lần team building với công ty mình rồi đúng không? Thế không biết là cảm nhận của các cậu khi mà đi chơi cái chuyến đi lần này về thì như thế nào nhỉ? Tôi thấy thì mọi người gắn kết hơn, mọi người hiểu về nhau hơn. Thấy các phòng đi về kiểu mọi người bàn tán rôm rả các thứ, mình thấy rất là vui, rất là thích. Còn Lân thì sao? Lần này là tại vì thích nhất là mỗi lần công ty mình là đến một địa điểm mới, thế nên là đến đấy có nhiều cái mới để mình biết đến, mình được khám phá nhiều thứ vui hơn, đặc biệt là có nhiều ảnh đẹp. Thế qua đây thì không biết là hai chị em có điều gì muốn gửi gắm tới ban tổ chức này, cũng như là đấy anh tiến chị Cún không ạ? Chắc là cảm ơn anh chị rất nhiều nhờ, bởi vì là cái chuyến đi lần này là đi chơi rất là sâu, đi tận 4 ngày 3 đêm mà được đến một cái nơi mà kiểu mình cũng thích đến, được thấy ở trên mạng rất là nhiều rồi mà muốn đến thì lần này được đến trực tiếp để trải nghiệm thì rất là thích. Tớ thì nhất là cảm ơn anh chị, cũng là không rất ít một nơi mà có ban lãnh đạo có thể đã đầu tư cho cả một công ty hơn 50 con người để đến đi chơi quần quần 4 ngày đến một cái ở địa điểm xa như vậy. Cái thứ hai là cảm ơn cả ban tổ chức lên một cái lịch trình rất là chi tiết, rất là cụ thể, từ việc ở sân bay mọi người kiểu check in rồi là chuẩn bị các vật dụng trong quá trình đi, từ kể cả những cái áo mưa rất là nhỏ thôi cũng thấy là mọi người rất là để ý ấy. Rồi là những bữa ăn thì thấy chị Yến và chị Hương rất là quan tâm đến mọi người, lên một cái checklist xong rồi là cũng là hô hào đấy, nói chung là nhìn thấy kiểu hai chị mà kiểu rất là tâm huyết, rất là chu đáo với cả đoàn đấy. Anh Lộc ơi, Phúc ơi, em xin của anh hai người một câu hỏi được không ạ? Muốn ra phỏng vấn về cảm nhận của mọi người trong chuyến đi Phú Quốc. Em phỏng vấn rồi. Ok. Là không phải dạo chân được tí nào. Thì không biết là đấy, quay trở lại công việc rồi thì ba anh em thấy như nào để anh đọc xem. Thật ra thì đến hôm nay thì anh vẫn còn dư âm của những buổi đi chơi ấy. Dư âm kiểu lênh đênh ngồi trên bàn làm việc mà cảm giác như mình đang trôi đâu ấy. Thế còn trong 4 ngày đó thì anh có ngày nào nhất hả anh? 4 ngày thì anh nghĩ là anh thích ngày thứ 3 nhất. Ở công viên à? Đúng không? Ở công viên nước. Lý do gì hả anh? Ở đấy có nhiều cái mà anh chưa nhìn thấy bao giờ ấy, kể cả như là nàn tiên cá bông phượng chẳng hạn. Thế còn là Hoàng, Đao Hoàng là đã đi Phú Quốc rồi đúng không? Vâng. Giờ lần này là được đi cùng Tinh Vi Cây, bên em có cảm nhận như thế nào? Em cảm thấy rất vui, còn thời điểm hiện tại thì vẫn còn dư âm một chuyến đi. Đó là em đang bị ốm, chơi nhiệt quá. Đó, mấy hôm đi dầm nắng dãi mưa cùng tất cả mọi người, cùng đồng hành cùng tất cả mọi người rất là vui. Cái ngày mà em cảm thấy thích thú nhất trong 4 ngày đi đấy là ngày thứ 2, bởi vì ngày hôm đấy em có khá nhiều kỷ niệm. Đó là quên đồ, rồi lại đi tìm đồ, rồi lạc đoàn, rồi lại đi tìm đoàn. Đó, thế là cảm thấy là rất là vui được tìm hiểu khám phá tất cả cùng mọi người trong đấy, ăn uống cùng nhau. Thế còn Phúc thì sao, đây là lần đầu tiên cậu đi chơi với cả team VK, thế là cảm nhận của mình như thế nào? Thì rất là vui. Cũng từ hôm về đến giờ thì người cũng đang ê ẩm hết người. Và sau chuyến đi lần này ấy, tại vì bình thường tôi thấy Phúc cũng chỉ có kết nối trong phòng marketing thôi. Thì đấy, sau chuyến đi lần này thì cậu thấy với các bạn ở những phòng bán khác cậu thấy thế nào? Mình có cơ hội để kiểu trò chuyện với mọi người nhiều hơn đúng không? Cậu chia sẻ đi. Bài người
đánh bài được ăn được tiền mọi người. Nhá, cả 3, 2, 1. Mấy hôm đấy thì được kết nối với mọi người nhiều hơn, cũng nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Có tổ chức vui chơi. Có thưởng thế nào hả anh? Mini game. Còn các bạn dặn chia sẻ thêm. Tôi chả biết nói gì mà. Thế qua chuyến đi của bạn lần này thì khi mà về thì anh có muốn gửi gắm điều gì tới ban tổ chức cũng như anh Tiến Trị Cún không ạ? Thật sự thì anh rất cảm ơn anh Tiến Trị Cún và ban lãnh đạo công ty đã tổ chức cho anh em một chuyến đi. Với anh đây là chuyến đi xa nhất từ trước đến giờ. Thế còn Hoàng thì sao? Lời cảm ơn thì chắc chắn là lời cảm ơn rất là sâu sắc đến anh chị vì đã tạo cho toàn bộ anh em trong công ty một chuyến đi rất là ý nghĩa. Đó thì em có một lời gửi gắm là hy vọng là sẽ được đi cùng mọi người nhiều hơn nữa. Đó, cùng tất cả công ty nhiều hơn nữa để có sự gắn kết nhiều hơn. Đó. Phan Quốc thì sao ạ? Đó, gửi một lời cảm ơn đến ban tổ chức anh chị thì Tiến Cún ạ, đã tạo cho mọi người một sân chơi, một chuyến đi rất là vui vẻ. Mong muốn điều gì nữa không? Tớ cũng mong muốn như Hoàng cũng muốn được đi chơi với công ty nhiều hơn, được đi với mọi người nhiều hơn. Cảm ơn chia sẻ của anh em ạ. Bắt đầu. Xin chào bốn chị em. Đầu tiên là đây là chuyến đi đầu tiên của Team Spa với cả Syndicate đi team building với nhau. Thì chắc là các chị em có rất nhiều điều để chia sẻ. Thì đầu tiên chị hỏi Yên trước nhé. Đấy, không biết là lần đầu tiên đi du lịch với mọi người này thì cảm xúc của em như thế nào? Thì rất vui mọi chị ạ. Tại vì em cũng lần đầu em được đi mọi người trong công ty ấy. Em cũng mới vào cũng không nghĩ là được đi. Nhưng mà rất cảm ơn công ty đã cho em đi cùng mọi người trong chuyến đi này. Thế còn Quỳnh thì sao hả Quỳnh? Em thì đây em cũng vào đi chơi được khoảng 1 năm rồi. Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên mà đi chơi xa ấy. Thì sau khi em thấy là mọi người với nhau rất là vui, mọi người nhà chứ không có cái gì gọi là xa lạ giữa các phòng ban. Thế còn nào Huyền thì sao? Huyền cũng khá mới, cũng giống như Yên đúng không? Em làm được mấy tháng rồi nhỉ? Thế cái chuyến đi lần này ngoài việc kết nối với cả Team Spa ra thì còn giao lưu cả các phòng ban khác nữa, thì em thấy là như thế nào? Em thấy rất là gắn kết với nhau. Thế Thắm có chị hỏi thăm một xíu là trong 4 cái ngày trải nghiệm Phú Quốc như vậy thì em thích ngày nào nhất, lý do gì em lại thích ngày nào hết? Yên thì sao hả Yên? Em thì 4 ngày được đi chơi thì em thích nhất. Đi mọi người em thấy vui. Em cũng là ngày mà đi ra đảo, đi công viên nước. Vì em thích chơi, rất tiếc là đang chơi dở thì đi mua xong rồi đi về ra. Có lần sau thì em vẫn muốn quay lại. Còn Yên thì em thích nhất là ngày hôm được đi ra đảo, vì chơi sắc trò và cảm giác mạnh. Nhưng với gọi là sức khỏe không khó, không chơi hết tất cả. Chơi được bài chó thôi ạ. Những chủ đề ngoài không? Cũng khá. Thế qua cái đoạn video ngắn này thì không biết là các em có điều gì muốn gửi gắm tới ban tổ chức chuyến đi cũng như là công ty mình không nhỉ? Người nói trước nhé. Nếu mà có cơ hội thì sẽ sang năm hoặc là vài năm nữa thì mình được đi thì em hy vọng là công ty mình vẫn như thế, vẫn đoàn kết với nhau. Được nhiều cái sau công việc mình có thể nghỉ ngơi được ạ. Cũng cảm ơn anh ạ, lãnh đạo mà anh chị đã cho em đi chơi và sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn ấy, hiểu rõ nhau hơn.
sao phải mong có kỹ trang. Hello, xin chào hai đứa. Đang làm gì đấy? Em đang ôn lại kỷ niệm chị ạ. Những ngày qua. Kỷ niệm đi Phú Quốc đúng không? Vâng ạ, vâng ạ. Đang xem ảnh ở đâu? Đi cây family à? Vâng ạ, đúng rồi ạ. Tiện đây chị cũng đang định tìm hai em về phỏng vấn kế hoạch đi Phú Quốc vừa rồi. Với cái trải nghiệm của các em trong 4 ngày đấy thì em thích ngày nào nhất? Và lý do gì em thích ngày đó nhất thì chị hỏi Diệp trước nhé. Em thích hai ngày ạ. Ngày ở VinWonder và ngày ở công viên nước để em được chơi những trò cảm giác lần đầu tiên em được trải nghiệm. Em lần sao? Em thích hai ngày nắng. Hai ngày nào? Hai ngày đầu tiên đấy ạ. Thế đây là lần đầu tiên hai em đi chơi team building à? À đâu, Huyền thì đi rồi đúng không? Có Diệp là lần đầu tiên đúng không? Không biết là lần đầu tiên của Diệp đi về thì Diệp có cái trải nghiệm, cái cảm nhận như thế nào sau khi mà em đi team building về? Thực sự đây cũng là lần đầu tiên em được đi chơi cùng nơi gọi là công ty ạ. Thế em cũng là kiểu ban đầu rồi không biết là cũng không hứng thú lắm đâu, tại vì em nghe thấy mệt rồi ý. Trong đó thì em đi em thấy là mình được trải nghiệm những cái cảm giác mình chưa bao giờ trải nghiệm này, chưa bao giờ trải qua này, hoặc là cũng sẽ rất là khó có cơ hội để mà làm được những điều đó của mình. Em rất vui ạ. Các Huyền thì sao, em có so sánh gì với lần đi chơi trước không? Nói chung là với những lần đi chơi ấy ạ, thì em cảm thấy là lần nào nó cũng vui hết ấy ạ. Nói chung là công ty này là kiểu lúc nào kiểu mọi người cũng kiểu năng động ấy. Đấy, em rất là thích. Thế còn qua đây thì không biết là Huyền có muốn gửi gắm điều gì tới ban tổ chức cũng như anh đến chị Cúm? Em muốn cảm ơn là anh chị đã tạo điều kiện để cho bọn em được gặp gỡ thôi và được chơi hết mình, lắm mình đấy. Thế còn Diệp thì sao? Em rất là biết ơn anh chị ạ. Thật sự là rất là khó có nơi nào mà có thể bỏ ra chi phí rất là lớn để cho toàn công ty đi đến chơi một nơi rất là kiểu sang trọng, chị đi rất là cao như thế ạ. Chị Hương cho em hỏi thăm, chị Hương đi Phú Quốc bao giờ chưa chị Hương? Chị á, lần đầu tiên được đi với công ty. Lần đầu tiên đi Phú Quốc của công ty chứ còn đi với team building nhiều đúng không chị? Và thì không biết là cái lần đi Phú Quốc này, cái lần đi trải nghiệm team building này thì chị có cái so sánh gì so với những lần trước không? Có chứ. Chuyến đi này nó xa hơn này, mà nó đến một nơi mà mình chưa được đến lần nào này. Cảm thấy rất là vui mà công ty mình ấy, nhân viên ấy đông hơn những lần đi trước thì lại càng vui hơn. Thế cho em hỏi thăm là trong 4 ngày trải nghiệm Phú Quốc ấy, thì mình thích cái ngày nào nhất, lý do gì chị thích ngày nào nhất của chị? Chị thích ngày đầu tiên nhất vì ngày đấy là rất hào hứng, có khi hôm ấy dậy từ 4 giờ sáng tỉnh ngủ dậy là dậy luôn, không ngủ nữa, mặc dù là để báo thức là 5 giờ mình mới dậy, nhưng mà lúc đấy thì nghĩ thế nào mình phải chứ, nhỡ đâu mình ngủ quên thì sao. Thế là thôi chị dậy từ 4 giờ sáng, háo hức đi từ lúc 4 giờ sáng. Vâng, và thấy sau chuyến đi này về chị, để bình thường hàng ngày thì mình chỉ có làm việc với cả tổ chuyên gia thôi, nhưng mà hôm đi vừa rồi là mình được giao lưu thêm cả những cái phòng ban mới cũng như nhân sự mới, thì chị cảm nhận gì sau chuyến đi của chị hả chị? Chị cảm thấy là mọi người rất là vui rồi này, được gắn bó và đoàn kết hơn này, và hiểu về tính cách của mọi người hơn này, tại vì là mỗi một phòng ban làm việc không giống nhau, nên là có thể vài ba hôm hoặc là mới nhìn thấy nhau, có gặp nhau chị cũng chỉ chào nhau một hai câu thôi. Thế nhưng mà khi đi với nhau này, được chơi cùng nhau này, ăn uống này, nói chung là rất là vui em ạ, và hiểu nhau nhiều hơn. Và cái hiện tại là chị có muốn gửi gắm điều gì tới sếp cũng như là tới ban tổ chức cho chuyến đi lần này không hả chị? Có chứ. Trước tiên thì cảm ơn đến hai vợ chồng em Tiến và Quý đã tạo điều kiện cho cả công ty có một chuyến đi du lịch ở Phú Quốc an toàn, chu đáo và rất là vui vẻ. Còn cảm ơn tới ban tổ chức, là ban tổ chức ấy cũng lo chỗ ăn, chỗ ở, mọi cái lên lịch trình để cho toàn bộ công ty ấy có thể đi cùng nhau một cách coi như là thống nhất nhất có thể, chứ không phải là người đến sớm, người đến muộn mà phải chờ đợi nhau. Nhưng mà lần này chị thấy là công ty với cả ban tổ chức lên lịch trình rất là tốt. Hello các chị em. Chị cho em hỏi thăm một xíu, ở đây có ai là lần đầu tiên đi team building nhà mình không ạ? Em đấy, thế thì chị hỏi cảm nhận của Liên trước nhé. Không biết là lần đầu tiên được đi nghỉ dưỡng với công ty, chắc là em cũng là đây là chỗ làm đầu tiên của em đúng không? Đấy, à, thế không lần... ạ. Ồ thế á, bé thế mà đi làm thế không?
Ừ, thế thì cho chị xin cảm nhận của em lần đầu tiên khi mà đi nghỉ dưỡng cùng với cả Kim DK, em thấy như thế nào? Em thấy háo hức, hồi hộp ạ. Thế so với những cái nơi trước mà em làm thì em thấy thế nào? Em cho chị xin cảm nhận nào. Em thấy ở DK mọi người vui vẻ, hòa đồng hơn, coi nhau như một gia đình ạ. Thế trong chuyến đi lần này, không biết là em thích nhất điều gì nhỉ? Và lý do thì em lại thích điều đấy nhất. Điều gì em cũng thích ạ. Chị Tang ơi, chị đã có nhiều chuyến đi với Kim DK, không biết là chị có cái so sánh gì với những lần trước không chị về cái chuyến đi Phú Quốc này? Chị thấy là chuyến đi nào cũng đều rất là vui và thú vị, nhưng mà chuyến đi này thì có cái điều mà chị thấy hay là bởi vì cái khâu tổ chức cho cái chuyến đi này nó rất là chuyên nghiệp, không có thiếu sót gì cả. Trong 4 ngày đi đấy thì chị thích nhất là 2 ngày. Ngày đầu tiên là cái ngày mà chơi ở công viên Wonderland. Wonder. Đấy là ngày đầu tiên đi ở đấy, đi chơi ở công viên ấy, vì là được cùng với cả mọi người tham gia các cái trò chơi mà nó cảm giác mạnh ấy. Đấy. Ngày thứ hai là cái ngày mà chị thích nhất, đó là thích nữa là cái ngày mà mình đi ra đảo Hòn Thơm, đi cáp treo ra đảo ấy. Và cũng chơi các cái trò chơi trượt ống nước. Vâng. Thế còn là chị Trang thì sao hả chị? Không biết là mình thích ngày nào nhất ạ? Chị cũng cái ngày đi VinWonder. Thì là mình được khám phá nhiều thứ này. Thấy được nghe xem đập nước này, xong rồi thủy cung, xong rồi xem cái VinWonder nó người ta xây dựng rất là đẹp. Vâng ạ. Với cả cái thời tiết hôm đấy thì ngoài cái lúc mà buổi trưa là mưa, xong rồi nó hơi ảnh hưởng đến chuyến đi một chút thôi, nhưng mà nói chung là mọi thứ đều tuyệt vời. Đến tận kết thúc là buổi tối là mình xem ngắm nước rất là thú vị. À. Đấy là mày chị thấy thoải mái và cũng là tuyệt vời nhất. À. Nhắc đến thời tiết là không ủng hộ cho lắm, chỉ có điều gì tiếc nuối về chuyến đi này trong thời tiết này? Nếu mà tiếc nuối thì chị không được đi chợ đêm cùng với mọi người, một phần là vì sức khỏe cũng không quá tốt ấy. Đấy nên là đi lại thôi. Tiếc nuối nhất là bởi vì là mưa sấm sét nên là mình không chơi tiếp tục các cái trò chơi trượt. Vâng ạ. Thế em hỏi thêm một xíu này, về team building chưa tổ chức được thì chị thấy như nào? Rất là hơi vì chưa được tham gia, chưa được chơi cái trò chơi mà nghe nói thôi đã nghe nói đến là nó rất là nhiều điều hấp dẫn rồi thú vị, nhưng mà chưa được chơi, mong là sắp tới công ty mình sẽ được chơi. Dạ vâng ạ. Thế hiện tại là mà team laser của mình là cũng đã bắt đầu là thành hình, có bắt đầu có chị leader này, có những thành viên rồi. Thì sau cái chuyến đi lần này thì chị thấy mọi người gắn kết với nhau hơn không? Giữa team laser với nhau này cũng như các phòng ban khác thì chị thấy như thế nào sau cái chuyến đi này? Trước cái chuyến đi này mọi người cũng đã gắn kết với nhau rồi, và sau cái chuyến đi này thì mọi người sẽ gắn kết với nhau hơn, bởi vì đã được ăn cùng nhau, ở cùng nhau, ngủ cùng nhau, xong rồi là gần như là biết cả những cái tật xấu của nhau. Dạ vâng ạ. Vậy qua đây thì không biết chị có muốn điều gửi gắm điều gì tới ban tổ chức chuyến đi cũng như là anh chị Cú đúng không? Và trước tiên thì chị cảm ơn chị Cú rất là nhiều vì đã tạo môi trường làm việc rất là năng động cũng như là đoàn kết. Thì sau cái chuyến đi này thì lúc mọi người hiểu nhau hơn, mọi người có thể sắp tới này cũng như là về lâu dài thì mọi người cũng sẽ có cái sự gắn kết cũng như là giúp đỡ nhau nhiều hơn, chia sẻ và đồng cảm với nhau nhiều hơn. Ngoài ra thì ban tổ chức khi mà đã chuẩn bị hậu cần rất là trọn vẹn. Vâng ạ, thế còn chị Tang thì sao hả chị? Chị thì cũng thế, giống như mọi người. Trước tiên là cảm ơn hai em của mình đã cho tất cả mọi người được hạnh phúc, xích lại gần nhau, hiểu nhau hơn, cho mọi người có được khám phá, được biết đến rất là nhiều nơi mà có thể, ví dụ như chị này cũng lần đầu tiên đến Phú Quốc. Còn gì muốn chia sẻ được không ạ? Hết rồi. Thế còn Liên à? Em muốn cảm ơn anh Tiến, chị Uốn và ban tổ chức đã tạo ra một chuyến đi chơi kiểu giúp mọi người gắn kết hơn. Rồi, chúng mình quay cảnh ban chị em ra cảm ơn nhé. Nào, 1, 2, 3.
À, trước khi nhà mình đi khoảng 2 tháng. Khi đó là em đi tự túc với cả bạn đúng không? Đấy không biết là đấy khi mà so sánh cái việc đi tự túc như vậy là đi với cái công ty mình như thế thì em thấy có gì so sánh không? Em thấy vui hơn chứ, tại vì là lần này đi mình được đi cùng đội nhóm này, được ăn chơi cùng nhau này, được thử các trò chơi cảm giác mạnh, nói chung là tất tần tật cùng nhau. Lần trước em đi với bạn thì cũng ít người nên không vui lắm. Thế trong 4 ngày trải nghiệm Phú Quốc cùng team weekend vừa rồi em thích là ngày nào nhất và lý do đến mà thích ngày đó? Em thích ngày hôm mà mình đi công viên nước Aquatopia là cái hôm thứ 3. Cái hôm đấy thực ra thời tiết nó không ủng hộ lắm nhưng mà tại vì nếu mà không nắng, hôm đấy là mưa, không nắng, không được chụp ảnh bikini nào nhưng mà lại rất là vui tại vì là không nắng nhưng mọi người chơi công viên nước rất là nhiệt tình. Em thử hết tất cả các trò công viên nước với cả đi cùng đội mà máu chơi giống mình ấy, nó vui lắm chị ạ, thử các trò cùng nhau luôn. À, mình đã được đi Phú Quốc rồi, lần này là lần thứ 2, lần đầu tiên là mình đi cùng với gia đình và như mình ở trong resort, còn lần này là mình đi công ty, mình được đi chơi rất là nhiều. Em với cái chương trình kế hoạch khá là dày đấy thì không biết là chị thấy lần này ban tổ chức chuyến đi như thế nào chị? À, với cái kế hoạch vừa rồi, chuyến đi vừa rồi ấy, mình thấy rất là chuyên nghiệp. À, từ những cái khâu đi chơi và những cái khâu tổ chức, ngoài những tổ chức đi chơi mà còn có dự định những cái mà thời tiết không ủng hộ ấy, thì đã có những cái để chuyển hướng luôn được. Thế trong 4 ngày vừa rồi thì không biết là chị thích ngày nào nhất và lý do gì chị thích ngày nào nhất hả chị? À, trong mấy ngày đi chơi thì mình thích nhất là ngày thứ 2, bởi vì ngày thứ 2 là được chơi rất là nhiều những trò chơi và những trò chơi cảm giác mạnh mà mình nghĩ là chưa bao giờ mình chơi, nhưng được động lực của sếp và tất cả toàn thể của team ấy, lần đầu tiên mình chơi trò chơi cảm giác mạnh cũng là nhớ mãi suốt đời, rất là vui. À, nếu mà trò chơi cảm thấy thích nhất là mình thích trò chơi của bên công viên nước trượt ống. Hỏi sau cái chuyến đi này về thì chị cảm thấy là mọi người trong công ty như thế nào? Sau chuyến đi này thì mình thấy những người trong công ty mình ngay từ sếp với cả các phòng ban với tổ chức thì thật là rất là tuyệt vời, nhất là cả chị Hương tổ với cả bạn Yến kế toán chăm lo cho tất cả toàn đội ngũ rất là chu đáo, ngay cả việc mua thuốc này, sợ các bạn này bị làm sao này, thuốc đau bụng này hay thuốc say xe này, ngay cả những chiếc áo mưa sợ thời tiết của Phú Quốc có bị mưa này thì đã chuẩn bị hết, và những bữa ăn của chị rất là chu đáo luôn. Thế mình đã từng đi rất nhiều chuyến đi building công ty rồi, không biết là để cái chuyến đi Phú Quốc lần này chị có so sánh gì với những lần trước không ạ? Thật ra thì những chuyến đi của DK thì lần nào cũng tạo ấn tượng cho tất cả mọi người, ngay cả mình nữa. Và chuyến đi lần này thì mình ấn tượng nhất là đi xa mà cái khâu tổ chức của team của mình ấy. Bởi lần trước là mình đi chơi là mình chỉ ở trong resort thôi chẳng hạn. Có đi Đà Nẵng thì mình cũng chơi nhưng mà lần này mình chơi nhiều hơn. Nhưng mình rất là ấn tượng vì là cái khâu tổ chức rất là chu đáo luôn. Qua đây thì mình thật ra là rất cảm ơn Phú Tiến và cảm ơn chị Hương tổ và em Yến kế toán và toàn thể đội ngũ marketing, các bạn đã cho những bức ảnh rất là đẹp và những kỷ niệm và những chuyến đi chơi cảm giác mạnh làm cho mình nhớ mãi không giờ quên, lần đầu tiên để chơi cảm giác mạnh như thế. Mình cũng sẽ mong muốn là chúng ta sẽ thì cùng team DK chúng ta sẽ làm là sao thật tốt để chúng ta lại có những cái chuyến đi vui vẻ như vậy và đáng nhớ như thế. Anh Khải, chị hỏi thăm là anh đã bao giờ đi Phú Quốc chưa anh? Anh chưa. Chưa bao giờ. Thế có biết là cái lần trải nghiệm Phú Quốc này cùng với team DK thì anh 4 ngày đó anh thích ngày nào nhất ạ? Và lý do gì anh thích cái ngày đó nhất ạ? Anh thích ngày thứ 2 và ngày thứ 3, tại vì 2 ngày đấy là anh chơi full toàn tập. Vâng. Anh phải kể chi tiết hơn về những ngày đó có cái điều gì mà anh lại thấy thích thú. Ngày thứ 2 là ngày anh được chơi trò cảm giác mạnh và chưa giờ anh chơi trò đấy. Anh ước tính anh phải vào nhà vệ sinh và Liverpool mất khoảng 14-15 lần gì đấy. Xong buổi chiều anh lại cùng chơi công viên nước là hai anh em cũng chơi quần quật, mỗi trò anh chơi khoảng 6 lần cứ đi lại được không? Điều gì khiến anh thích nhất ở Phú Quốc ạ? Được chơi những trò mình chưa bao giờ được chơi. Dạ, ạ. Thế mình đã tham gia rất là nhiều cái chuyến team building của công ty rồi. Thì không biết là so với những cái chuyến team building khác với số lượng nhân sự đông hơn như thế này thì anh có cái cảm nhận so sánh gì với những chuyến đi trước đây không ạ?
đầu tiên là khâu tổ chức. Mình đi đông hơn và đi xa hơn, nhưng mà thật sự là không tổ chức, các bạn tổ chức rất là tuyệt vời. Mọi công tác về trước khi đi, trong khi đi và sau chuyến đi đều rất là kín kẽ và chỉ chu. Tất cả mọi người đều được quan tâm và take care. Cái thứ hai nữa là về lịch trình của chuyến đi là mình không bị miss bất kỳ một thời gian nào cả. Tất cả mọi người đều được vui chơi, được hòa đồng với nhau và được cháy hết mình trong chuyến đi này. Đó là những cái mà anh cảm nhận được và những điều tuyệt vời sau chuyến đi. Mấy là có điều gì mà anh còn cảm thấy nuối tiếc ở chuyến đi lần này chưa? À, anh nuối tiếc à? Nếu được anh sẽ thêm 1-2 ngày nữa. Điều nuối tiếc là một chút gì đấy, nó là hơi mưa một tí xíu thôi, nhưng mà nó cũng không phiền, tại vì mưa thì anh em vẫn chơi và anh vẫn chơi hết mình rất là nhiệt tình. Vâng, vâng ạ. Thế qua đây thì anh cũng gửi lắm điều gì tới ban tổ chức cho chuyến đi lần này cũng như là đến chị Phú. Mình gửi lời cảm ơn và biết ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo công ty cùng tất cả anh chị em trong ban tổ chức đã tạo nên một kỳ nghỉ và chuyến đi rất hết sức là ý nghĩa sau khoảng thời gian dịch. Gặp rất là nhiều khó khăn nhưng mà ban lãnh đạo công ty vẫn quan tâm đến anh em đội ngũ nhân sự để tạo ra một chuyến đi để mọi người gắn kết với nhau hơn, hòa đồng với nhau hơn và để hiểu sâu sắc với nhau hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Cảm ơn chia sẻ của anh. Thì thực ra đây là lần đầu tiên mà em được đi đến Phú Quốc, cũng là lần đầu tiên mà đến một cái nơi xa như vậy với một công ty, một khoảng tập thể khoảng hơn 50 người, khá là đông. Thì thực ra đây cũng là cái trải nghiệm đầu tiên của em cũng đương nhiên nó sẽ khác xa so với cái việc là mình đi với nhóm bạn. Thì có những cái trải nghiệm nó cảm giác là ở trong kế hoạch, nhưng mà khi đi rồi thì mới biết là đi với tập thể thì có những cái mình sẽ thấy là nó sẽ vui hơn, cảm giác nó sẽ gắn kết hơn. Và khi mà đi ở những nơi đấy, mình cảm giác như là tức là như thế nào nhỉ? Tức là bất cứ nơi nào mình cũng muốn đi, tại vì là cái tinh thần của đồng đội á, là mọi người cũng muốn đốc thúc mình là thôi đi thử trải nghiệm đi. Và hầu như là em đã trải nghiệm gần như 80% cái buổi đi Phú Quốc ngày hôm đấy. Đối với những cái nơi mà em cảm giác là em không đi được, nhưng mà em cuối cùng lại cũng đi được đến chỗ đấy, em cảm thấy rất là vui ạ. Trong 4 ngày đấy thì cậu thích nhất là ngày nào? Lý do tại sao cậu thích ngày đấy nhất? Trong 4 ngày đấy thì thích nhất là ngày đi Hoàn Thơm, đi công viên nước. Vì là hôm đấy thực sự thì đúng là thời tiết thì nó không ủng hộ cho lắm, nhưng mà rất là may mắn vì hôm đấy là đi công viên nước nên là cũng được trải nghiệm những cái trò chơi trong đấy, cũng như là cũng chụp được một số bức ảnh cũng khá là đẹp, nên là cảm thấy rất là vui với nghỉ ngày hôm đấy ạ. Mặc dù thời tiết không ủng hộ nhưng vẫn rất là vui ạ. Qua đây thì có một điều gì tới ban tổ chức cho chuyến đi lần này, đấy là chị Hương hay chị Hiền và đang làm với các anh chị Phú, trước hết thì em rất là cảm ơn ban lãnh đạo công ty cũng như là những người như chị Hương, chị Tiến và những người đã giúp cho cái buổi đi chơi ngày hôm đấy, tức là tài trợ cho chúng em buổi chơi ngày hôm đấy, cũng như là lên kế hoạch này, sắp xếp này, những cái ngày đi chơi chúng em thực sự là rất là chu đáo, cũng như là những kế hoạch mà em cảm tưởng như mưa là mình có thể là không thể tham gia được, nhưng mà cuối cùng những cái ngày đi chơi hôm đấy lại rất là vui. Cũng có thể bị ảnh hưởng một phần thôi, nhưng mà em cảm thấy là để mà một tập thể 50 người mà đi được như vậy thì không phải là tổ chức nào hoặc là nơi nào cũng có thể làm được như thế. Và sau khi mà xem lại những cái bức ảnh của công ty mình ấy, thì em cảm thấy là thực sự là ban lãnh đạo cũng như là những người tổ chức cũng như là người lên kế hoạch đi buổi đi chơi 4 ngày Phú Quốc rất là tuyệt vời. Cảm ơn ạ. Mình đã đi Phú Quốc một lần cùng với cả nhóm bạn năm 2020. Và cái lần đó thì là mình đi các địa điểm khác, không có ở trong lịch trình cùng đi với cả DK. Đó, lần đó thì mình đi cùng các bạn là đi ra đảo với cả chụp ảnh rất là nhiều và bị nắng rát rất là nhiều. Còn mình đi với cả mọi người trong team DK thì mình thấy mọi người trong cái chuyến đi rất là đoàn kết gắn bó, và mọi người cùng vui chơi và tạo được nhiều kỷ niệm với nhau qua những bức ảnh. Và mặc dù mình là người mới nhưng mà mình cũng cảm thấy rất là gần gũi với cả mọi người ở team DK. Tháng 6 vừa rồi thì mình cũng có đi Phú Quốc. Tuy nhiên là khi đi với gia đình thì chủ yếu là đi nghỉ dưỡng,
Thế còn lần này đi với công ty thì mang đến một cái trải nghiệm rất là mới lạ, được khám phá nhiều nơi, được chơi hết mình. Ngày nào cũng vui, ngày nào cũng thích, ngày nào cũng chơi đến khản cả giọng hết mình, ngày nào cũng là tuyệt vời. Quá là tự hào vì team DK mọi người rất chuyên nghiệp, ngay cả cái việc chơi cũng rất là chuyên nghiệp. Mọi người tổ chức chu đáo, luôn luôn có những cái kịch bản dự phòng cho nhân viên. Vô cùng biết ơn anh chị Tiến Cún đã chăm sóc nhân viên, để ý, để tâm đến nhân viên từng chút một, cũng như là ban tổ chức. Mọi người phải dành tình yêu rất là lớn thì mới để ý đến từng chi tiết nhỏ như vậy. Từ cái việc mà ăn uống, áo mưa, chai nước, mọi người đều rất là chăm chút đến nhân viên. Em cảm ơn đến ban tổ chức và anh chị Tiến Cún rất là nhiều. Phú Quốc thì tớ chưa đi bao giờ. Đây là lần đầu tiên đi Phú Quốc và cũng thấy khá là vui vì lần đầu tiên đến Phú Quốc lại được đi với cả team DK. Thế để mà so sánh những lần đi chơi với cả team DK những cái lần trước thì thật sự là lần này trải nghiệm nó khác với những cái lần trước rất là nhiều. Đầu tiên là về quy mô tổ chức. Ngày trước thì nhân sự không đông như này. Lần này thì nhân sự lên đến 50 người và cái chuyến đi này nó rất là xa, đến gọi như là cái tận cùng của Tổ quốc. Đó, và thật sự là mọi thứ mình thấy là cái ban tổ chức đã lên kế hoạch từ bước mà ở nhà chuẩn bị rất là chi tiết rồi. Ngoài những cái phương án cho mỗi ngày thì lại còn có thêm cả những cái phương án phòng bì phòng trừ, để cho ví dụ như là thời tiết mà có ảnh hưởng một chút thì chúng ta sẽ có những cái chỗ để đi thay thế luôn, chứ không sợ là sẽ bị mất một cái ngày ở khách sạn, không bị mất thời gian của đoàn. Và ngoài ra thì từ những cái khâu check in ở khách sạn, hay là check in sân bay, cũng như là mọi thứ là đều được ban tổ chức thiết kế rất là chú đáo. Nên là để mà so sánh cái điều mà mình cảm thấy ấn tượng nhất trong chuyến đi lần này so với chuyến đi chơi khác với chuyến đi đây thì có lẽ là ở khâu tổ chức của mọi người. Và ngoài ra thì chuyến đi này mình thấy cũng là có thể là đối với cá nhân mỗi người thì cũng sẽ có những cái tình trạng, cái vấn đề bất ngờ nó xảy ra, nhưng mà để mà nhìn chung với một tập thể 55 người và cái chuyến đi như này đã diễn ra gọi là đã quá là thành công rồi, rất là mỹ mãn, là mình không có thể điều gì để chê hay là để có thể mong muốn nó tốt hơn được cả. Câu thứ hai là việc cộng. Thì trong 4 ngày mà mình có vô tình lắm. Thực ra trong 4 ngày thì mình nói thật là vì cái lý do sức khỏe nên là bản thân mình thì không có chơi được nhiều. Mà với cả thực sự thì mình cũng rất là vui vì điều đó, vì bản thân của mình thì chỉ cần có ảnh đẹp, xong rồi sau đấy ngồi sửa ảnh thôi. Trong lúc sửa ảnh thì mình cũng rất là vui lòng ngồi trông đồ cho mọi người để nhìn mọi người vui chơi. Thật sự là chuyến đi lần này mình có rất là nhiều thời gian để mình quan sát mọi thứ. Nhìn mọi người vui chơi này, nhìn các bạn nhân sự mới và có thêm nhiều thời gian để đồng hành với các bạn nhân sự mới hơn, được trò chuyện, được tâm sự với cả mọi người. Và mình thấy sau cái chuyến đi lần này thì mình gắn kết với các bạn ở ban khác. Đây thì cũng là như thế thôi, mà cũng thấy là mọi người rất là yêu thương nhau và rất là ủng hộ nhau. Từ cái việc là sáng ngày ra đi đánh đầu tiên trong ngày lúc nào cũng đã là của ban tổ chức rồi. Mọi người dậy đi, mọi người ơi, xe đến đó này, nhắc nhở nhau, đốc thúc nhau này, hẹn nhau xuống ăn sáng này. Xong rồi sau đấy thì trong chuyến đi này, đúng là có những lúc rất là mệt mỏi vì cái lịch trình thì nó khá là dày đặc, nhưng mà tuy nhiên là các anh chị em trong đoàn thì vẫn luôn ủng hộ nhau, động viên nhau là hãy tham gia, hãy trải nghiệm hết đi để cho chúng ta có những cái trải nghiệm vui nhất, cùng nhau đi được nhiều thứ nhất. Đó, thì đấy, về cái tinh thần đoàn kết của DK lúc nào mình thấy rất là rực lửa, lúc nào cũng rất là nhiều năng lượng. Lần này thì như mình cũng vừa chia sẻ đã, mình có rất là nhiều thời gian để quan sát và thật sự là mình rất là thấy may mắn, bởi vì là đã có một ban tổ chức cực kỳ là chu đáo và nhiệt tình. Đầu tiên là về lịch trình đấy, mọi người đúng thật sự là anh Tiến anh rất là chu đáo khi mà xây dựng cái lịch trình nó chi tiết đến như thế. Và ngoài ra là để cái lịch trình nó được coi như là hoàn thiện hơn ấy, thì không thể kể đến được cái công sức của chị Hương cũng như là chị Yến. Thật sự là quan sát mọi người chạy đây chạy đó này, hay là lo lắng từ chai nước hay là cái áo mưa, rồi hô hào mọi người, thấy rất là thương chị Yến và rất là thương chị Hương. Không thể phủ nhận được công sức của hai chị đã dành tâm huyết cho cái chuyến đi lần này. Chuyến đi thật sự sẽ không thể trọn vẹn nếu mà không có cái sự đóng góp của hai chị. Và đấy, nhân đây thì ngoài cái lời cảm ơn tới hai chị ra thì em cũng muốn gửi lời cảm ơn tới anh Tiến, chị Cú nữa. Nói thật là đây là hai cái vị sếp mà em thấy rất là chiều nhân viên của công ty, bởi vì thật sự là nếu như mà cá nhân em thì đúng là đấy, em có chia sẻ ở trên cái bài những điều mình có thể làm tốt hơn nhá. Nếu là em thì chắc là có lẽ em thì chọn cái villa nào đó gần đây thôi. Mọi người lên đấy mọi người nghỉ ngơi cách xa công việc, cách xa khách hàng một vài hôm, xong rồi sau đấy là mình quay trở về công việc.
đó thì về khâu tổ chức này, khâu quản lý nó cũng sẽ gọi là đơn giản hơn, và kể cả chi phí thì chắc chắn là nó cũng sẽ tiết kiệm hơn là so với cái việc là mình cả một đoàn mình đi máy bay xong rồi mình di chuyển đến một nơi xa như thế. Đó thì thật sự là rất là biết ơn, rất là tự hào vì mình làm ở Team DK có sếp coi như rất là chiều nhân viên như vậy, lúc nào cũng rất là cảm ơn anh chị và luôn tự hào vì là nhân viên của anh chị, là nhân viên của DK. Mình xin hết. Tạm biệt Phú Quốc. Tạm biệt Phú Quốc.